Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới Nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi cho quý vị những thông tin mới nhất liên quan tới tình hình mưa bão ở phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, tình hình lũ lụt ở phía Trung Quốc đang vô cùng tồi tệ khi mà cơn bão số 16 chưa qua đi thì cơn bão số 17 đang ập vào tỉnh thành của phía Trung Quốc, gây ra lũ lụt ở khắp mọi nơi và dường như những ngày đen tối vẫn đang bao phủ toàn bộ bầu trời của Trung Quốc, nhất là những tỉnh thành ở phía Đông, miền Trung, miền Nam của Bắc Kinh. Theo tờ báo Bangkok cho biết thì tình hình lũ lụt ở phía Trung Quốc đang vô cùng tồi tệ, vì đã trải qua 41 ngày đêm vừa qua mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành. Hiện bầu trời của phía Trung Quốc chỉ có một màu duy nhất, đó là màu đen tối bởi những bóng mây đen đang mang một lượng mưa khổng lồ cho Trung Quốc. Có thể nói rằng Trung Quốc đang gặp không biết bao nhiêu những nhân quả báo ứng mà mẹ thiên nhiên vẫn ra tay trừng phạt. Mưa chồng mưa, bão chồng bão, lũ chồng lũ làm cho điện, đường, trường, trạm bị phong tỏa, người dân thì bị cô lập, hàng triệu con sông, hàng triệu mái nhà bị ngập chìm trong biển nước lũ. Cơ quan cảnh báo sóng thần và động đất của phía Trung Quốc phải đưa ra thông báo khẩn cấp ngay đêm ngày hôm qua và yêu cầu sơ tán những người ở những nơi có khả năng cao sẽ gặp lũ lụt trong một vài ngày tới. Tại khu vực con đập Tam Hiệp, nơi mà thường xuyên có những trận động đất đã trải qua một ngày vô cùng tồi tệ, khi mực nước tại đập Tam Hiệp đã dâng lên mức cảnh báo nhất từ trước tới nay, nhà chức trách Trung Quốc đã phải cho xả tới 4 cửa xả đập Tam Hiệp để cứu người dân, trong khi vùng hạ lưu thì bị ngập trắng băng, còn vùng thượng nguồn thì đang đón nhận hàng triệu mét khối nước mưa đang đổ từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng, không hiểu vì sao mà chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn đem tới chiến ra ngoài Biển Đông để thị uy sức mạnh. Hôm qua hãng của Mỹ cho biết, sau khi phái đoàn cấp cao của Hoa Kỳ tới Trung Quốc làm việc thì khi kết thúc buổi làm việc trên, hải quân của phía Trung Quốc đã rầm rộ điều 179 tàu thuyền các loại mang theo vòi rồng, vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng cùng 3.000 lính thủy đánh bộ tiến ra ngoài Biển Đông để bắn đạn thật thách thức Mỹ và thế giới. Hành vi của phía Trung Quốc được cho là không tôn trọng Mỹ. Chính vì vậy mà Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cho rằng sẽ tiếp tục có những biện pháp cứng rắn đối với cả Trung Quốc đại lục và những hình ảnh trên mạng TikTok của phía Trung Quốc cho thấy rằng ô tô, xe máy, tủ lạnh, nồi cơm điện, đặc biệt là những đồ dùng cá nhân của người dân đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Bởi vì Trung Quốc đang gặp nhiều nhân quả báo ứng, hầu hết các cung đường dài thành phố Thâm Quyến, Thượng Hải, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây đều bị ngập chìm và đến nay thì nước vẫn chưa rút đi, người dân thì bị cô lập. Chẳng hiểu vì sao Trung Quốc lại gặp nhiều tai họa trong nay đến như vậy. Phải chăng Trung Quốc phải lập đàn cầu khấn thì mới qua cơn hoạn nạn này? Theo một cái thông tin mới nhất từ kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho hay, Bắc Kinh tiếp tục đón nhận một thông tin buồn, đó là cơn bão số 18 tiếp tục hình thành ở ngoài Biển Đông và đường đi của nó sẽ xuyên thẳng vào trung tâm của thủ đô Bắc Kinh cũng như xuyên qua con đập Tam Hiệp. Những thông tin mới nhất liên quan tới tình hình cơn bão số 18, nhiều nhà báo nước ngoài bị ngăn cản đưa hình ảnh mưa lũ ở Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, hiện có tình trạng nhiều nhà báo nước ngoài đã bị quấy rối cả trên mạng lẫn ngoài đời nhằm ngăn họ đưa hình ảnh, thông tin về đợt lũ hiện tại ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Các phóng viên của AFP đã buộc phải xóa cảnh quay những người dân trong vùng lũ và bị hàng chục người đàn ông bao vây khi đưa tin về một đường hầm giao thông bị ngập nước ở thành phố Trịnh Châu. Trong một diễn biến khác, chính quyền thành phố đã quyết định hủy bỏ buổi lễ tưởng niệm 14 nạn nhân chết do bị kẹt bên trong tàu điện ngầm. Do lo lắng sự phản đối của người dân về cách xử lý thảm họa của chính quyền, các nhân viên bảo vệ tàu điện ngầm đã dựng dây chắn ngăn không cho ai đi vào khu vực tưởng niệm, trong khi người dân thành phố đặt những bó hoa ở lối vào nhà ga. Một đoạn video được tờ West China Metropolitan Daily đăng tải sau đó cho thấy, một nhóm người đã gạt bỏ dây chắn sang một bên và hô vang, hãy để linh hồn những người đã chết được trở về nhà. Những trận mưa như chút nước đã đổ xuống liên tục trong 3 ngày tại Trịnh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, làm ngập các toa tàu điện ngầm và khiến hơn 500 hành khách bị mắc kẹt trong giờ cao điểm. Hình ảnh các hành khách ngập trong mực nước cao ngang vai sau đó đã được lan truyền khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc. Chính quyền Trịnh Châu cũng đã công bố tên của những người thiệt mạng khi bị kẹt bên trong tàu điện ngầm do trận lũ lụt một tuần sau khi vụ việc xảy ra. Những trận mưa lớn gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở các bộ phận của tuyến tàu điện ngầm số 5 và các bức tường chắn bảo vệ các tuyến tàu điện ngầm đã sụp đổ. Chính quyền thành phố cho biết, một trong những nạn nhân nằm trong danh sách chính thức do thành phố công bố có tên Sha đã thiệt mạng khi chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 34 của anh. Ai có thể nghĩ rằng bạn chỉ cách nhà một trạm dừng chân, nhưng bạn sẽ không bao giờ trở lại nữa, vợ của Sha viết trên trang Weibo của cô. Vợ của Sha, người từ chối cho biết tên của mình,
tiết lộ cô đang tiến hành kiện nhà điều hành tàu điện ngầm vì cấu trúc xây dựng cầu thả khiến các bức tường chắn bảo vệ tuyến tàu điện ngầm bị sụp đổ và làm mắc kẹt hàng trăm hành khách, trong đó có chồng của cô. Trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến gần 10 bát rượu người, làm hư hại gần 9.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 13,9 tỷ nhân dân tệ, 2 tỷ USD cho tỉnh Hà Nam. Tính đến nay, số người chết vì lũ lụt ở tỉnh Hà Nam đã lên đến 71 người. AFP đưa tin, cùng ngày, các nhà khí tượng thủy văn Trung Quốc dự báo sẽ có nhiều trận mưa lớn hơn nữa do tàn tích của cơn bão Infa đi qua khu vực này. Theo Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam, các thành phố vốn đang cố gắng vực dậy sau trận lũ lụt tuần trước, bao gồm Tân Hương, Hebi và A Nhang, có khả năng sẽ hứng chịu những trận mưa lớn nhất trong 2 ngày qua. Miền Đông Trung Quốc gồng mình chống bão sau lũ nghìn năm, có một số tỉnh miền Đông Trung Quốc đã nâng cảnh báo bão lũ khi mực nước các sông vượt mức báo động khi bão Infa đổ bộ. Theo Global Times, giới chức tỉnh Giang Tô đã sơ tán khoảng 390.000 người, yêu cầu gần 20.000 tàu thuyền vào bờ tránh bão, đồng thời áp dụng hàng loạt biện pháp ứng phó khi bão Infa đổ bộ vào Chiết Giang, Thượng Hải và tiếp tục di chuyển về phía Giang Tô. Giang Tô đã ban bố cảnh báo vàng với mực nước trên sông Hu. Mực nước tại sông này đã lên 11,8 mét, cao hơn mức cảnh báo khoảng 1,3 mét. Giang Tô cũng đưa ra cảnh báo đỏ khi mực nước sông Tai Pu vượt mức cảnh báo. Theo cơ quan khí tượng địa phương, tâm bão đã di chuyển vào thành phố Lật Dương của Giang Tô. Sau khi đổ bộ 2 lần vào tỉnh Chiết Giang một ngày trước đó, cơ quan này đã nâng cảnh báo bão lên mức vàng. Dự đoán lượng mưa sẽ lên hơn 50mm ở một số thành phố như Nam Kinh, Nam Thông, Thường Châu. Cùng ngày, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc dự báo, bão Infa kết hợp với luồng không khí lạnh từ phía Bắc khi di chuyển về phía Tây Bắc có thể gây mưa lớn ở khu vực Trung và Hạ Lưu sông Hoài Hà cũng như Hạ Lưu sông Hoàng Hà, Hải Hà. Tại các khu vực bị ảnh hưởng, mực nước một số con sông sẽ dâng đáng kể, vượt mức cảnh báo. Trong khi đó, cơ quan thủy văn huyện Vu Hồ, tỉnh An Huy hôm qua cũng nâng cảnh báo lũ, dự báo một số nơi, trong đó có thành phố Tuyên Thành bị ảnh hưởng. Trước đó, bão Infa khiến thành phố Thượng Hải của Trung Quốc gần như tê liệt. Cục khí tượng Thượng Hải cho biết lượng mưa mà thành phố ghi nhận là hơn 100mm và tốc độ gió đạt mức 117 km/h. Cơn bão đã quật đổ hàng nghìn cây cối, ảnh hưởng đến việc cấp điện của thành phố. Nhiều tuyến đường trong thành phố chìm trong biển nước khiến giao thông bị tê liệt. Thượng Hải đã hủy toàn bộ các chuyến bay và tàu điện ngầm. Giới chức Thượng Hải đã ra thông báo khẩn, yêu cầu các doanh nghiệp sắp xếp lịch làm việc phù hợp, cho phép nhân viên làm việc ở nhà nhằm đảm bảo an toàn. Thượng Hải cũng đã sơ tán khoảng 362.000 người trước khi bão đổ bộ. Các tỉnh miền Đông Trung Quốc đặc biệt chú trọng các biện pháp ứng phó mưa bão sau khi tỉnh Hà Nam ở miền Trung vừa chứng kiến một đợt mưa lũ nghìn năm có một hồi tuần trước. Theo giới chức địa phương, đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua ở Hà Nam đã khiến ít nhất 71 người thiệt mạng, trong đó có 14 hành khách tử vong trong toa tàu điện ngầm ngập nước. Mưa lũ cũng phá hủy gần 9.000 ngôi nhà, ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người. Mưa lũ phá hủy 2 đập thủy điện ở Trung Quốc. Mưa lũ đã khiến 2 đập thủy điện ở khu vực Nội Mông, Trung Quốc bị vỡ. Người dân ở hạ nguồn phải sơ tán khẩn cấp. Reuters dẫn thông cáo của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết, 2 đập thủy điện ở thành phố Ulaanbaatar bị vỡ vào chiều ngày 18 tháng 7. Đây là 2 đập thủy điện có hồ chứa khoảng 46 triệu mét khối nước. Video đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, một trong 2 con đập bị nước cuốn phăng hoàn toàn, làm ngập các cánh đồng gần đó. Người dân ở Hạ Lưu đã được sơ tán và hiện tại không có thông tin về thương vong. Nguyên nhân khiến 2 con đập bị vỡ là mưa lớn cuối tuần qua ở khu vực Ulaanbaatar. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, lượng mưa đo được ở trạm thủy văn Morinzaa cho thấy lượng mưa lên đến 223mm. Chính quyền thành phố Ulaanbaatar cho biết đợt mưa lũ đã ảnh hưởng đến gần 17.000 người và nhấn chìm khoảng 23.600 hecta hoa màu. Các cầu và cơ sở hạ tầng giao thông khác cũng bị hư hại. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa để điều tiết lũ, làm thủy điện và phục vụ giao thông đường thủy. Hơn 80% trong số đó đã có tuổi đời trên 40 năm. Một số có nguy cơ mất an toàn trên 40 năm. Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới Nhất, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi.